Xin chào. Chào bạn, trong vòng một vài từ, hãy cho tôi biết mong muốn của bạn. Cho hủy đơn hàng. Xin vui lòng giữ máy, hệ thống đang chuyển tới bộ phận xử lý hủy trả đơn hàng. Cho mua hàng đi. Xin vui lòng giữ máy, hệ thống đang chuyển tới bộ phận bán hàng. Cho gặp bộ phận hỗ trợ khách hàng. Xin vui lòng giữ máy, hệ thống đang chuyển tới bộ phận hỗ trợ khách hàng.